Này, có làm được mới nói nhé, đừng ở đấy mà nói khoác lác. Nếu lấy được bưởi lên mà không hề đụng tới quả bưởi thì tính sao nào? Hê hê, được vậy đội tao sẽ kiệu mày đi vòng vòng quanh làng, đồng ý không tụi bay? Đồng ý. Hi hi, đã nói thì phải giữ lời đấy. Bạn Sửu giúp tí một tay nào. Sẵn sàng. Cái hố này ở gần sông, chỉ cần kiếm một cái gào tát nước là xong. Ta làm thế này, thế này. Hay, hay quá, ta cùng làm nào. Bưởi ơi, nghe ta gọi bưởi, đừng làm cao. Bưởi đừng trốn tránh, bưởi lên với tao. Bưởi vui tiếp nào. Ào, ào, ạch, ào, ào, bốc, ào. Ha ha, nó nổi lên rồi. Ồ, hí hí, hay quá. Này, xem quả bưởi của ngươi có sức mẻ gì không.